Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Thạch Hạo đã tìm thấy phụ mẫu, sau đó chuẩn bị phá kết giới giải cứu hai người. Cậu lao lên không trung, ngưng tụ lực lượng vào chiến kích rồi phóng ra. Uy lực một chiêu này rất mạnh, vậy nhưng tầng kết giới kia cũng không phải dạng vừa. Hai bên giằng co một lúc, kết giới dao động kịch liệt như sắp bị cưỡng ép phá vỡ. Nó nhanh chóng bị đánh vỡ tạo nên một vụ nổ. Thạch Hạo cũng không ngờ lực chấn động lại mạnh như vậy, pháp trận này quả nhiên lợi hại. Khói bụi tan đi, Thạch Hạo chậm rãi bước tới, hai vợ chồng thấy vậy vô cùng vui mừng lẫn xúc động. Xa cách đã quá lâu rồi, bây giờ bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau. Trong khi đó, Tần Hạo cũng quay lại tìm kiếm mẫu thân phụ thân và nhưng lại không thấy hai người, mà chỉ thấy phế tích. Hắn tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Nãy giờ Tiểu Tháp vẫn ở bên ngoài thăm dò, hắn cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Đây rõ ràng chỉ là tế đàn bình thường, vậy nhưng lại ẩn chứa khí tức chí tôn. Bọn chúng xâm cầm phụ mẫu Thạch Hạo ở đây rồi lại dụ cậu tới Bất Lão Sơn, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tần Hạo kia hình như cũng không có gì đặc biệt, vậy nhưng Bất Lão Sơn lại đổ vào nhiều cơ duyên lớn. Hắn nghi ngờ đám người này đang muốn tạo ra chí tôn. Bên trong một khu rừng, Tần Di Ninh cảm thán, thời gian dài chờ đợi trong pháp trận huyễn cảnh khiến nàng dường như đã sắp quên đi sự mắt bên ngoài. Lúc trước, hai vợ chồng vượt vạn dặm xa xôi đến Bất Lão Sơn cầu thánh dược, không ngờ sau đó lại bị giam cầm. Trưởng lão Tần tộc nói với hai người rằng thánh dược cũng không thể cứu được mạng Thạch Hạo. Bây giờ Thạch Tử Lăng không muốn nhắc tới những chuyện đó nữa, chỉ cần gia đình đoàn tụ trở lại là được. Lúc này Tần Hạo cũng tìm tới nơi, hắn không vội xuất hiện mà chỉ đứng ở bên ngoài nghe ngóng. Thạch Tử Lăng cho biết thêm, trước đó hai vợ chồng đã từng rời khỏi Bất Lão Sơn để trở lại Thạch Thôn. Vậy nhưng sau khi tới đó thì chỉ nhìn thấy phế tích. Thạch Thôn sớm đã không còn nữa, mọi người trong thôn cũng đã đi tới nơi khác sinh sống. Tuy Thạch Hạo có để lại bản đồ, vậy nhưng vì đại hoang liên tiếp xảy ra thiên tai, hay cũng có thể là vì địa hình không ngừng thay đổi nên hai vợ chồng đã không thấy bản đồ. Từ lần đó về sau, Tần tộc dùng Tần Hạo để hạn chế hai người, cho nên cả hai đành phải trở về. Sau đó thì một mực bị nhốt ở đây cho tới nay. Cũng may là trong lúc vô tình bọn họ lại thăm dò được tin tức liên quan tới Thạch Hạo. Chẳng những biết cậu còn sống mà còn dựa vào bản thân quật khởi, ngạo thi thiên hạ. Còn về phần Thạch Trung Thiên và Aman, lúc đó ông ấy gặp nạn ở Bất Lão Sơn. Cũng may là nhờ vào được Tần Hạo để hắn xuất thủ lén đưa hai người vào trận pháp thượng cổ đi lên thượng giới. Tần Hạo thổi nhỏ tuy nhận được sự dạy bảo tận tụy của Bất Lão Sơn, và những bản tính lương thiện đơn thuần giống như con vậy, đều là những đứa trẻ mà hai vợ chồng thương yêu nhất. Nàng hy vọng hai anh em cậu tuyệt đối không được sinh lòng hiềm khích. Thạch Hạo gật đầu trấn an, sau này cứ để người đệ đệ này cho cậu lo. Tần Hạo nghe vậy liền chủ động lên tiếng, hắn không cần Thạch Hạo trông nom chăm sóc. Hắn sẽ không bằng lòng đi theo sau, hắn tự có con đường của mình, không cần cậu quan tâm. Hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên địa này. Đúng là có ý chí, tuy chưa biết kết quả sau này như thế nào, vậy nhưng chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, có lẽ hắn sẽ làm được. Thạch Hạo nhanh chóng khen người, bây giờ cứ đi theo con đường riêng của hắn đi. Tương lai sau khi mạnh lên, có thể tùy thời đến thách đấu cậu, giữa chúng ta còn một trận đọ sức chân chính. Tần Hạo vừa gạt tay cậu ra ngoài và hy vọng cậu sau này cũng đừng lười biếng, để hắn tùy tiện qua mặt. Vậy thì nhàm chán lắm. Nhìn thấy hai huynh đệ tranh cãi, Tần Di Ninh tiến lên định khuyên giải, vậy nhưng Thạch Tử Lăng đã ngăn lại, con đường của bọn họ chỉ có chính bản thân họ mới biết đi như thế nào. Lúc này Tiểu Tháp cũng trở lại, hắn nhắc nhở mọi người đừng mất thời gian ở đây nữa, có một luồng khí tức rất mạnh đang áp sát. Vừa nói xong thì bầu trời đã xuất hiện mây đen sấm giật. Từ tầng mây đó nhanh chóng hiện ra hình ảnh của một người đàn ông. Kẻ này chính là Bất Lão Thiên Tôn, bộ dạng kia chắc không thể là chân thân giáng lâm, có lẽ là hình chiếu từ thượng giới xuống. Truyền thuyết nói rằng Bất Lão Thiên Tôn pháp lực vô tận, có thể độ toàn chúng sinh. Mục đích hạ giới có lẽ là nhắm vào Tiểu Tháp và Thạch Hậu, vậy nhưng có lẽ chỉ là muốn đồ hóa sinh linh bất diệt đã bị thả ra. Dù có phải là nhắm vào Tiểu Tháp và Thạch Hậu hay không thì cũng nên chuẩn bị trước. Thừa dịp loạn này để chạy tới bảo khố Bất Lão Sơn vét sạch trước rồi tính sau. Nói rồi, hắn liền đưa mẫu thân, phụ thân và Tần Hạo vào bên trong thế giới nhỏ của hắn để ẩn náu trước. Lần này không dễ gì mới đến huyền vực một chuyến, Thạch Hạo sao có thể về tay không? Món nợ Bất Lão Sơn giam cầm hai người, cậu muốn đòi lại tất cả. Sau một hồi di chuyển, hai người cũng đi tới bảo khố. Vậy nhưng nơi này cũng đã bị kết giới bảo vệ, điều này làm cho Thạch Hạo rất không vui, xem ra vẫn phải nhờ tới sự ra tay của Tiểu Tháp. Tiểu Tháp cảm thấy cấm chế này không đơn giản, muốn vào đó không dễ, phá thì vẫn phá được. Vậy nhưng vách chắn này quá cứng, nhất định phải có thứ đủ cứng rắn phối hợp với thần lực của hắn thì mới có thể tăng tốc phá nó. Nghĩ tới vật đủ cứng rắn, Thạch Hạo lập tức nghĩ tới Đà Thần Thạch. Bị gọi ra ngoài, Đà Thần Thạch liền thắc mắc, tỏ vẻ không muốn hợp tác chút nào. Mấy người tìm tới hắn thì luôn không có chuyện gì tốt. Tiểu Tháp cũng nói rồi, cấm chế này không đơn giản, đem hắn nện vào không phải là lấy trứng chọi đá hay sao. Hắn không muốn đi làm chuyện này, cho nên lập tức bỏ chạy. Thạch Hạo tiếp tục dụ dỗ, biết đâu bên trong có nhiều bảo bối thì sao. Đến lúc đó thì sẽ để cho hắn tùy ý chọn lựa.
Đào Thần Thạch nhất quyết không tin lời. Không thể thuyết phục được cục đá này, cậu đành phải chơi bài cưỡng ép điều khiển hắn rồi phối hợp với Tiểu Tháp. Sau nhiều lần công kích thì pháp trận cũng bị đánh vỡ, cả ba nhanh chóng đi vào. Tiến vào bên trong, bọn họ liền ngỡ ngàng, Thạch Hạo cũng nuốt nước bọt thèm khát. Nơi này có quá nhiều bảo vật, sừng châu báu chất đống. Đào Thần Thạch thế phải liền sáng mắt, hắn cười lớn như bắt được vàng. Ban nãy có nói là hắn có thể tùy ý chọn lựa, cho nên bây giờ không khách khí nữa. Tiểu Tháp cũng lập tức lao lên vờ vét. Bất lão sơn quả nhìn không tầm thường, bảo bối đúng là nhiều. Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy kỳ quái, bản thân cứ cảm nhận thấy có một cỗ khí tức quen thuộc. Tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện ra có một miếng gì đó. Đào Thần Thạch nhanh trí tiến lại dụ dỗ, hắn muốn cắn nuốt tảng đá này. Vừa định làm chuyện đó thì đã bị Tiểu Tháp đánh bay ra xa. Điều này làm hắn vô cùng bất mãn. Tiểu Tháp cho biết thứ trên tay Thạch Hạo là bảo cốt, không phải cục đá. Trên bảo cốt có một chút thần tính, hơn nữa rất quen thuộc, hình như là nguyên thủy chân giải. Thảo nào Thạch Hạo lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Nó đúng là cùng với khối ban đầu đã được Liễu Thần bàn tặng lúc ở Thạch Thôn. Suýt nữa đã bị Đà Thần Thạch lừa trong một vố, vẫn là Tiểu Tháp thành thật hơn. Đà Thần Thạch giải thích, chắc là do não của hắn bị chấn động để lại di chứng nên mới không nhận ra. Tiểu Tháp cho biết, theo như Liễu Thần nói, thì nguyên thủy chân giải tổng cộng có 3 phần, thượng, trung, hạ. Phần thứ nhất là thần dẫn, một số bái chùa thượng giới đều từng thấy qua. Phần thứ hai là siêu thoát, ở ngay tại hạ giới này. Vậy nhưng rất nhiều người đến tìm kiếm đều không thu hoạch được gì. Nếu như đây thực sự là phần trung siêu thoát, thì bây giờ cậu có lẽ vẫn xem không hiểu. Đó là thứ mà nhân vật sừng sỏ mới có thể lĩnh hội. Tiểu Tháp lườn lẹo, nếu mà xem không hiểu, chỉ bằng để cho hắn ăn cho rồi. Đổi lại, hắn sẽ để cho cậu một cơ hội ra tay. Đào Thần Thạch nghe vậy liền bức xúc, nói cả nãy giờ thì ra cũng chẳng có ý tốt, cũng là muốn ăn nó. Thứ này quá chân quý rồi, trên thế gian khó tìm thấy, lại không có vật gì có thể thay thế được. Cho nên, Thạch Hạo tuyệt đối không cho hắn được, như vậy sẽ cho thành tội danh thiên cổ mất. Điều này làm cho Tiểu Tháp lẫn Đà Thần Thạch rất không vui, tiểu tử này đúng là đồ hẹp hòi. Bọn họ tiếp tục thu thập bảo vật, Thạch Hạo cũng chạy tới tranh giành. Dọn xong bảo khố, mục tiêu kế tiếp của ba người là dược điền. Đà Thần Thạch tỏ ra vô cùng thích thú, đi theo cậu đúng là sang khoái, có ăn, có đựng, còn được đi ngò dù nữa. Sau khi đến nơi, mọi thứ tại đây đều có vẻ tan hoang. Dược điền tươi tốt bị phá thành như thế này, chẳng biết là tên đáng hận nào làm nữa, đúng là đáng tiếc mà. Tiểu Tháp nghe đồn rằng thánh dược của Bất Lão Sơn cũng ở chỗ này, không biết có bị hủy hay không. Thạch Hạo vội sử dụng trung đồng dò xét và phát hiện ra cách đó không xa có một tòa pháp trận bảo vệ, bên trong có lẽ có thánh dược. Tiến lại gần kiểm tra, ba người vừa chuẩn bị phá trận pháp thì đã bị động tĩnh gây chú ý. Kẻ gây ra động tĩnh này chính là tên sinh linh bất diệt kia. Không ngờ rằng hắn thực sự thoát khỏi sự trấn áp của ngọn núi. Hắn ta ra sức phá hủy pháp trận của dược điền rồi bắt đầu hấp thu thánh dược. Điều này làm cho Đà Thần Thạch vô cùng tức giận, rõ ràng là bọn hắn đến trước, dù gì thì cũng để cho hắn uống chút cành chứ. Tiểu Tháp nhắc nhở hắn đừng lên tiếng nữa, lại có đại nhân vật sắp ra sân rồi. Vừa nói xong thì bầu trời đã nổi mây đen cuồn cuộn, sau đó giáng xuống một cột sáng, từ trong đó chậm rãi xuất hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Tiểu Tháp nhận ra hình chiếu kia chính là cường giả của Ngưng Kim Môn. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem nhé. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.